Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin dự báo thời tiết trên kênh VTV Tiên. Thưa quý vị và các bạn, do không khí lạnh ở phía Bắc lại tăng cường, trời vẫn nhiều mây âm u cả ngày, nhiệt độ cao nhất trưa chiều ở các tỉnh phía Đông Bắc Bộ cũng như thủ đô Hà Nội chỉ từ 17 đến 20 độ. Một số nơi thuộc vùng Tây Bắc Bộ như Lai Châu, Điện Biên nhiệt độ cao hơn. Vào thời điểm giữa trưa và đầu giờ chiều thì nhiệt độ đạt từ 21 đến 24 độ. Dự báo đến ngày 17 và 20 tháng 1 sẽ có thêm hai đợt không khí lạnh mới tràn xuống nước ta. Tình trạng tác động rất hại khi về đêm và sáng sớm tiếp tục kéo dài. Lưu xuống khu vực miền Trung, cũng do ảnh hưởng của không khí lạnh lệch đông nên có mưa nhỏ rải rác, tập trung xảy ra vào đêm và sáng sớm. Ở khu vực phía Bắc đèo Hải Vân đêm và sáng có sương mù, trời rét với nhiệt độ thấp nhất từ 16 đến 19 độ. Còn khu vực từ Đà Nẵng trở vào đến Bình Thuận thì ít mưa, nhiệt độ thấp nhất về đêm và sáng dao động từ 20 đến 23 độ. Đến trưa chiều trời có nắng và nhiệt độ cao dần từ Bắc vào Nam, cao nhất tại Ninh Thuận, Bình Thuận từ 29 đến 31 độ. Lưu xuống phía Nam, Tây Nguyên và Nam Bộ thời tiết đã chuyển sang mùa khô với đặc trưng là trời ít mưa, trưa chiều trời nắng. Nhiệt độ cao nhất ban ngày ở Tây Nguyên dao động từ 24 đến 27 độ, còn từ 29 đến 32 độ là ở Nam Bộ. Nhiệt độ thấp nhất về đêm ở vùng cao Tây Nguyên từ 14 đến 17 độ trời rét, còn Nam Bộ từ 20 đến 23 độ trời se lạnh. Chuyển sang thời tiết trên biển, do ảnh hưởng của không khí lạnh lệch đông nên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông, vùng biển phía Tây khu vực giữa và Nam Biển Đông bao gồm cả vùng biển phía Tây quần đảo Trường Sa, vùng biển từ Bình Định đến Cà Mau có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7 biển động, sóng biển cao từ 2 đến 3 mét. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển là cấp 2.